cái bài đáp rồi các bạn, bạn mình tới rồi, giờ vô đón đây. Bắt đầu đi bộ luôn các bạn ơi. Khu đô Hà Tĩnh. Hả, đường xấu. Đường nó cày nát mặt đường luôn. Thị xã Thái Hòa. Quốc lộ 16. Vắng rồi, đỡ xe hơn ngoài quốc lộ mà. Sau 4 cây nữa tới Thái Hòa. Ừ, thì bù luôn lên lúa hay là đang chỗ này là không có đẹp đâu. Nhớ lúc đứng đây chụp hình thì phải, không nhớ nữa, mang máng cái lộn dầu phố này thôi.
có nhà thờ kìa. Cái khúc này nè. Thấy mấy người sửa thì hát chung yêu kìa mẹ chồng. Còn 150 cây nữa. Còn được 100 cây rồi. Tại là 3:45. Nhớ phút này là cỏ cao lắm. Cắt cho bò ăn rồi đó. Nè, chỗ trồng cỏ các bạn. Cắt hết rồi. Nhớ ăn ở đây đúng không? Nêu ngày Tết đúng không em? Về đây chào chơi làm mấy cái đó nhiều rồi, trong năm rồi không có. Địa phận Thanh Hóa rồi các bạn.
bồ lô nó có cái ở ngoài nó có cái suối gì á, mà cho mình lần xưa lúc mình không đi, đợt này mình đi thử đi tới cái suối đó coi. Rồi lúc đi xe lớn quá, ung sùm làm biến đi vô mấy chỗ đó. Đây, cảnh đẹp đây, chuẩn bị leo núi đây. Hoàng hôn. Thấy trên Google nó có để có chỗ nhà hàng đặc sản Bù Luông đó. Ra ngoài đó ăn. Gần cái khách sạn của Định Đặt. À. Mua năm mấy 2 năm rồi mới có cơ hội để xài. Mua trước dịch luôn mới ghê. Mua lúc có chơi game đúp luôn. Núi non hùng vĩ. Thị trấn Ngọc Lặc, Thanh Hóa. Đúng rồi. Phố Lê Dũng. Đường Lê Dũng. Hoàng hôn. Và trời sắp lặn sau rặng núi rồi. Lúc mà đi Mộc Châu về Bồ Luông có mấy chục cây rồi ha. Mai như vậy. Làm xin nhà anh luôn. Cảnh đẹp quá. Chắc bộ lô cỡ này cũng được rồi. Ừ, đỡ hơn. Đỡ hơn là nước không. Ừ. Rồi mặt trời sâu rặng núi rồi. Đứng nói chuyện giữa lòng lề đường.
rồi tắm. Đẹp. Hoàng hôn. Miếng nước nào ta? Nước nó khô queo luôn rồi. Nãy đằng kia là nước. Chụp này đó thấy hoàng hôn đâu? Thấy hết được hết á. Hai camera trước sau luôn rồi. Cỡ nào cũng thấy á.
đúng là rồi năm bán được ghê. Bay bay phụ quảng cáo thôi đã vậy à, bay chính quảng cáo rồi bết luôn. Quá trời người dân. Ruộng nè. Nó đốt nó chạy đi á, người ta đốt á. Trên đầu mình quá trời luôn hả? Nó bay nhanh lòng vòng trên đầu á. Mở đèn ta đua mắt thần. Hồi nọ đèn chính cũng đủ sáng. Sáng bây giờ chiếc đèn chính nó tối hù. Ừ, giờ này cho về chuồng hết rồi, thấy đường đâu đi. Con thấy má chó là giờ này đi dự Không tiếc nuối. Như xe êm ái thật là phù hợp. Đó, chứ bị ngoằn ngoèo ngoằn ngoèo. Chứ bản đồ nó ngoằn ngoèo quá trời luôn. Phía bên kia rặng núi cả mặt trời.
Không, giờ này chỉ có mấy quỷ chó đi vô chị. Tụng ba, tụng bốn giờ nó xấu nhau. Rồi, đường này quen quá rồi.